4 lý do mất gốc không nên tự học IELTS. Đầu tiên nè, tự học IELTS nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Đây là vấn đề muôn thuở mà ai cũng băn khoăn, nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời đâu. Thời gian tự học rất lâu và không biết phải sử dụng tài liệu nào cho đúng. Nếu bạn cần gấp bằng IELTS, 99% mất gốc, bạn vẫn không nên chọn tự học IELTS tại nhà. Bởi vì có quá nhiều lượng kiến thức cần phải thu gọn lại trong một khoảng thời gian ngắn. Chưa kể đến bạn chẳng có gì trong tay cả. Kể cả những bạn đã có kiến thức nền tảng về IELTS nhưng cần bằng IELTS gấp vẫn không chọn tự học tại nhà. Dễ chán nản, khó xây nổi gốc. Lời khuyên muôn thuở dành cho các bạn mất gốc: hãy xây lại gốc trước. Vậy, xây lại gốc đầu tiên là như thế nào? Từ ngữ pháp, từ vựng đến phát âm của các bạn, những gì các bạn đã được học từ cấp 2, cấp 3 sẽ là những kiến thức cơ bản mà các bạn cần phải lưu ý để có thể lấy lại gốc đầu tiên cho mình. Học một mình, khó tiến xa hơn. Nhiều bạn nghĩ việc học một mình sẽ giúp mình đi nhanh hơn, nhưng thật ra là việc học một mình sẽ gây hạn chế rất nhiều cho các bạn. Mất đi một người bạn đồng hành, các bạn sẽ hạn chế đi cơ hội luyện tập. Không có một người hướng dẫn, các bạn sẽ khó nắm bắt được cách học IELTS sao cho hiệu quả.